thật là đen đủi. Mấy ngày gần đây trời đều đổ mưa to. Nếu không đi đường quốc lộ thì chắc bây giờ đã đến hoàn thành rồi. Nhiệm vụ lần này không giống bình thường. Vị nương tử nước Tinh Nguyệt này là do thiên hậu đích thân chỉ thị, nhất định phải đưa về cung an toàn, nhất định không được cẩu thả. Tập trung tinh thần đi. Đại nhân, sức khỏe của điện hạ không thể chịu nổi mưa gió đường trường. Đại nhân nên nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân đi ạ. Lão phu phải nấu canh, đun thuốc cho điện hạ. Nếu không e là... Thiên Cơ Đạo, Trung Tinh La. Thiên Cơ Đạo, Hải Đường. Đại nhân, tính mạng quan trọng, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Vào trấn, mọi người phải cẩn thận. Bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Sức khỏe của điện hạ tạm thời không thể chịu nổi sự lắc lư của xe ngựa. Còn phải im miệng. Nửa canh giờ nữa lập tức khởi hành. Ta muốn người lấy đầu mình ra, đảm bảo an toàn cho hoàng tử. Rõ. Không ổn. Sao vậy? Có sự bất thường, e là liên quan tới tính mạng người. Ta không tin quẻ tượng của ngươi đâu. Vì lão phu ra tay trước. Phá. Bảo vệ hoàng tử. Rõ. Yeah.
nhanh chóng tách ra. Đại đường đệ nhất thích cục. Lúc sống đấu không lại ta, biến thành ma quỷ thì có thể đấu lại ta sao? Kẻ nào dám cản trở đại nghiệp thiên thu của họ Võ ta, thì ta sẽ khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Ác mộng của Thái hậu, một ngày chưa trừ được mộng cảnh thì đầu của ngươi và ta đều có thể rơi bất kỳ lúc nào. Vẫn như được cái đầu là tốt rồi. Những cái đầu đó không biết ở đâu rồi. Mạnh mẽ như vậy. Thần pháp đại ca, lần này quẻ tượng của huynh không chuẩn rồi. Có nguy hiểm gì về tính mạng đâu chứ? Rõ ràng là chỉ để chúng ta luyện tập thôi mà. Không được vô lễ. Thần pháp đại ca, sự quỷ dị của đám không phải người chẳng phải quỷ đó rốt cuộc là thứ gì? Nghe tiếng của nó, luận ra hình của nó, có những thứ rất giống với những gì miêu tả trong sách của sư tôn ta là thuật trọng sinh. Có điều thuật này đến giờ chỉ là truyền thuyết, không nên tồn tại trên thế giới này. Chuyện lạ không thể nào. Tỷ tỷ, có lẽ nào là quỷ kế của Lý gia không? Trước đại lễ đăng cơ xảy ra chuyện này là chuyện không hề nhỏ. Sau khi quay về nhất định phải bẩm báo với Võ hậu. Cẩn thận. Địa quỷ đạo cửu dĩ. Địa quỷ đạo vũ sư thiếp. Địa quỷ đạo cửu sơn tỷ thi. Ngươi chưa chết sao? To gan, lũ giặc cướp ở đâu lại dám có ý nghĩ đánh cướp của quan phủ? Không muốn sống nữa hả? Hôm nay số lượng của những kẻ chán sống xem ra cũng nhiều thật. Các người hãy mau rút về. Hôm nay thay cho các ngươi một con đường. Câu này là bọn ta nói mới phải. Giao Dương Tử ra đây, ta sẽ cho các ngươi được toàn thây. Địa quỷ đạo bán yêu đế tuấn. Không thể nào. Ta chưa chết. Ngươi rất kinh ngạc phải không? Bộ ác tặc đó sao có thể tha cho ngươi được? Hỗn xược, đường đường là thánh hoàng hậu, làm sao có thể bị các ngươi sỉ nhục như vậy? Ngươi bán mạng cho một ác tặc đó, không được vô lễ. Lũ giặc cướp to gan, có biết là sỉ nhục Võ hậu là phạm tội chết không? Lũ nô tài của Võ Tắc Thiên xem ra rất hiếu thuận nhỉ. Để hoàng tử lại. Ngươi đi đi. Không được. Hôm nay ta không thể không giết ả. Đừng hòng ai trốn thoát. Ta muốn giết ai không cần ngươi quản. Ngươi... ta và ngươi gặp nhau như kẻ thù gặp lại. Hôm nay chắc chắn sẽ tử thủ bảo vệ hoàng tử. Người của thiên cơ đạo chúng ta thề chết trung thành với Võ hậu, chết không hối hận. Ta không muốn giết cô. Dương Tử Tinh Tuyệt đã là vật trong tay ta rồi. Cô biết thời thế thì mau biến đi. Bản công tử thấy người không thuận mắt. Đừng có ngông cuồng.
Không phải ngươi nói kẻ nào cản trở ngươi hành thích Võ Tắc Thiên thì ngươi sẽ giết kẻ đó sao? Nếu ta muốn giết cô thì cô đã sớm thành ma dưới kiếm của ta rồi. Ta đã chết trong tay ngươi một lần rồi. Ngươi quên rồi sao? Cô vốn không hề hiểu. Ai gia biết, các người đều là con cháu của nhà họ Lý Đại Đường. Chỉ cần các người đừng đến quấy rối Ai gia nữa thì Ai gia đảm bảo, đợi sau khi Ai gia đăng cơ, nhất định sẽ tu sửa mộ, lập bài vị cho các ngươi. Võ Chiêu Nghi, khi cho cùng thì bà cũng vẫn sợ. Nghiệp chướng của người quá nặng, không thể có kết quả tốt. Hy vọng sư tôn giúp đỡ ta hoàn thành đại nghiệp. Ta đã dùng 59 bức thôi bối đồ mới đi được đến ngày hôm nay. Ngài từng nói với ta, chỉ có bức thập nhị thiên cơ thôi bối đồ cuối cùng mới là bức quyết định ta có thể đăng cơ hay không. Vì vậy, vẫn mong sư tôn giúp ta có được nó. Số trời đã được định sẵn, ta đã đưa 12 thiên cơ vào trong thôi bối đồ. Vậy mà người vẫn làm trái thiên mệnh, muốn thay thế nhà Lý Đường, thành lập vương triều nhà họ Võ, đi ngược lại đạo trời. Bí mật của bức thôi bối đồ cuối cùng ta vĩnh viễn không cho người biết. Hay lắm Viên Thiên Can, nói năng hàm hồ, thật uổng cho tiên hoàng còn tôn ông làm thiên sư. Thành lập vương triều nhà họ Võ chính là thuận theo ý trời. Bức thôi bối đồ cuối cùng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Làm nhiều điều bất nghĩa, ắt tự diệt. Cuối cùng người cũng sẽ phải trả giá. Với lũ yêu ma quỷ quái tiếp riêu như các ngươi, đừng hòng cản trở Ai gia. Đám vô dụng các ngươi. Thưa Thái Hậu, Trung Tinh La của Thiên Cơ Đạo cầu kiến. Truyền Trung Tinh La. Thật là to gan, lại có kẻ có ý nghĩ khiêu chiến Ai gia. Có biết đám người ma quỷ đó là ai không? Thuộc hạ không rõ. Xin Thiên Hậu hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nhưng trước đây, ngươi và đám địa quỷ đạo đó đã từng là đồng bọn. Xin Thiên Hậu tin ta. Tinh La một lòng trung thành với Thiên Hậu, sớm đã không còn liên hệ gì với địa quỷ đạo rồi. Lần này hộ tống hoàng tử vào kinh chính là tuân theo mật chỉ của Thiên Hậu, không ai biết cả. Địa quỷ đạo và đám giang hồ càng không thể biết được hành tung. Mong Thiên Hậu minh xét. Trừ khi vẫn còn kẻ đang tìm thôi bối đồ, đem thôi bối đồ khắc lên lưng của Dương Tử Tinh Tuyệt, sư tôn à, thủ đoạn hay lắm.
Dương Tử có làn da khác với người thường. Đợi khi Dương Tử tròn 12 tuổi, đến ngày làm lễ đội mũ, thì hãy đến dựng băng trên linh sơn của đại đường, thì những quai văn này sẽ xuất hiện ở phía sau lưng. Bức tranh này là bức thôi bối đồ cuối cùng có liên quan đến quyền cơ trong thiên hạ. Thập nhất hoàng tử sẽ là bảo vật của thiên hậu. Khi có bức tranh này rồi, thì nước Tinh Tuyệt sẽ có được sự bảo hộ của đại đường. Đa tạ thiên sư. Có điều ta chỉ là một nước nhỏ, không dám nhận đại ân, chỉ mong được bình an, mong được đại đường thiện đãi là tốt rồi. Ai già hy vọng ngươi sẽ không quên. Là ai lúc đó đã đẩy ngươi vào tình thế nguy hiểm? Còn ai đã tha chết cho ngươi, đã cho ngươi mạng sống thứ hai? La. Không cầm cự nổi nữa rồi, mau đi thôi. Mau đi đi, đi đi. Người đến hành thích Ai Gia, vốn dĩ phải lăng trì xử tử. Nhưng khi ta gặp ngươi, một cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, lại có gan lớn như vậy, cũng có chút duyên phận với Ai Gia, nên có ý giữ lại ngươi. Ngươi phải nhớ lấy, mạng của ngươi là Ai Gia ban cho. Hy vọng rằng ngươi sẽ không phụ lại sự tin tưởng của Ai Gia cho ngươi. Xin thiên hậu hãy yên tâm, Tinh La và Địa Quỷ Đạo như nước với lửa, nhất định sẽ đối đầu, đoạt lại thôi bối đồ. Thiên Cơ Đạo nghe lệnh, ta hạn cho ngươi trong 3 ngày đưa Dương Tử Tinh Tuyệt về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không, Ai Gia cũng không cần ngươi phải chết một vạn lần. Người của Thiên Cơ Đạo các người chết một lần là đủ rồi. Thưa công chúa, xin công chúa hãy nhanh chóng hạ táng phò mã. Một là vì giới cái chết, nhập thổ di an. Hai là sợ thiên hậu biết được, tịch thu toàn bộ tài sản của ta. Bọn họ đều sợ bà ta, nhưng ta không sợ. Bà ta dựa vào cái gì mà lạm sát người vô tội? Muốn giết thì giết. Tướng công của ta đã làm sai điều gì? Ta và tướng công ta đã cố gắng cách xa dụng nước đục này, nhưng bà ta giết gà dọa khỉ, lẽ nào nhất định phải tạo ra một cái tội tạo phản?
để giết tướng công ta mới có thể khiến bà ta hài lòng sao? Bà ta mới vui sao? Mới có thể yên tâm sao? Ta nhẫn nhục bao lâu chính là để bà ta biết Giang Sơn đại đường này sao cùng vẫn là của nhà họ Lý chúng ta. Ta nhất định phải giành lại từ tay bà ta. Thôi bối đồ, ta phải giành bằng được. Hiện nay tuy rằng Hoàng Huynh là thiên tử, nhưng người trong thiên hạ đều biết kẻ nắm thực quyền thực ra là mẫu hậu. Không bao lâu nữa Dương triều nhà họ Lý sẽ đổi thành họ Võ. Hoàng Huynh yếu đuối, không thể gánh vác, nhưng ngươi thì khác. Trên người ngươi có huyết mạch của nhà họ Lý, ta vô cùng xem trọng ngươi. Ngươi hiểu không? Bản yêu vô năng, lại càng không có mộng đế dương, chỉ một lòng muốn phò tá công chúa, muốn chết không từ. Dịch trạm ma quỷ này là ai làm vậy? Việc này kỳ lạ, bản yêu nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thiên cơ đạo là tâm phúc của mẫu hậu, trung tinh la của thiên cơ đạo. Các người có biết không, mẫu hậu đã phái người của thiên cơ đạo điều tra việc này. Ta muốn người theo sát bọn chúng, giành lấy Thôi Bối Đồ trước bọn chúng. Còn nữa, ta không quan tâm ân oán hay nợ nần giữa các người. Ta muốn người đem đầu của trung tinh la về cho ta. Tuân chỉ. Nhiệm vụ cơ mật của quốc gia, những người được duyệt đều đi theo. Rốt cuộc là không giữ được bí mật, hay là ngươi thông đồng với địa quỷ đạo? Chó nhà có tang, đúng là không nghe lời. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết Võ Tắc Thiên? Ta là ai mà cô còn không biết sao? Ta đang hỏi thân phận thật của ngươi. Vào thời điểm thích hợp, ta nhất định sẽ cho cô biết tất cả. Cô chỉ cần nhớ kỹ, cho dù ta là ai, trong lòng ta mãi mãi luôn có cô. Sáo ngọc này tặng muội. Mau đi đi. Đi đi. Rốt cuộc cô có liên quan gì đến địa quỷ đạo? Tình báo yêu đó là người tặng cô sáo ngọc này hả? Ta và hắn từ lâu đã không chung đường, hà tất phải nhắc tới người này? Vậy thì dứt bích nó đi. Ngươi dám? Ta có gì mà không dám? Hải Đường, mau dứt nó đi. Đưa cho ta. Chung tỷ tỷ, muội cảm thấy những gì Lương Ca Ca nói, đưa đây. Đừng có làm trò giống nó. Có tin là ta đánh muội không? Không được học mấy thứ dớ dẫn của Lương Ca Ca. Một nửa cây sáo ngọc này đối với ta còn có ý nghĩa khác. Có ý nghĩa gì chứ? Không phải là không quên được tên khốn đó chứ? Lương Nguyệt, các người đang làm gì vậy? Nếu bị người ngoài nhìn thấy, không phải là làm trò cười sao? Được rồi,
Ngày mai chúng ta điều tra tung tích của Dương Tử Tinh Tuyệt thế nào? Quay lại trấn đó điều tra lại. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Được rồi, đừng nhìn nữa. Người ta cũng đi rồi. Dương Tử có bình an không? Quốc Dương, Tiểu Dương Tử, Tiểu Dương Tử quy tiên rồi. Võ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên, nợ máu trả bằng máu. Nghĩa trang, đây không phải là nơi của người chết sao? Không sai, nếu thật sự là có ma quỷ thì nơi này nhất định có thể tìm thấy đáp án. Mọi người cẩn thận. Quỷ bà, có một việc chúng tôi muốn nhờ bà giúp. Thì ra là chúng. Mau đuổi theo, không kịp rồi. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Nếu như gặp lại ả ta thì ngươi đừng quên, bây giờ cô ta là kẻ thù của chúng ta, nhất định phải giết. Ta muốn cô ta sống. Nếu như ngươi dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì ta sẽ không tha đâu. Đuổi theo. Thưa bệ hạ, xin người bớt đau buồn. Tiểu Dương Tử đã trở về Thiên Quốc. Nếu biết người đau lòng như vậy thì ngày ấy nhất định cũng không yên lòng. Thế lực của Võ Tắc Thiên hùng mạnh, ta không thể không dùng khổ nhục kế, giả vờ nhẫn nhục. Quốc sư, ta vốn dĩ không muốn chống đối Võ Tắc Thiên, nhưng mụ đàn bà này lại muốn tính mạng của con trai ta. Bây giờ con trai ta chết rồi, quốc sư nhất định phải giúp ta tiêu diệt mụ ma đầu đó, báo thù cho con trai ta. Xin bệ hạ yên tâm, nhất định sẽ có một ngày nổ ra cuộc đại chiến với Đại Đường, sẽ tắm máu Trung Nguyên. Thưa bệ hạ, thôi bối đầu sau lưng điện hạ chúng ta nên xóa đi rồi. Hãy xóa thôi bối đồ đi, rồi mai táng điện hạ ở nơi này. Đợi ta sang bằng Đại Đường, nhất định sẽ hậu táng con trai ta. Đi thôi. Bên đó.
đuổi theo. Bệ hạ cẩn thận, đi ra chạy. Cẩn thận, Hải Đường. Hải Đường, từ nhỏ muội đã lớn trong cung, là thiên hậu và tỷ tỷ nuôi dưỡng muội trưởng thành, có thể sát cánh với tỷ tỷ, đời này của muội không có gì hối tiếc. Hải Đường, Hải Đường. Thôi Bối Đồ ở đâu? Nói mau. Thôi Bối Đồ sắp đến tay Dương Hậu. Đáng chết, bức tranh ở trên tay tên Thái Y đó. Tinh tuyệt vĩnh cổ. Mau giao Thôi Bối Đồ ra đây. Xem ra dịch trạm đó cũng là bài của phía Tinh Tuyệt. Cây lược này đã được dùng để chải đầu cho con ngay từ khi con còn nhỏ. Tiên hoàng luôn muốn đổi cây lược khác, nhưng Ai Gia không cho phép. Ai Gia không nỡ, bởi vì nó có mùi hương của Nguyệt Nhi của ta.
không thể đổi được. Mẫu hậu à, người ngửi thử xem, trên cây lược này cũng có mùi hương của tay người. Nhi thần cũng không muốn đổi. Nhi thần muốn đêm nào cũng được cầm cây lược này đi ngủ, như vậy mới có thể ngủ ngon. Đứa bé ngốc này, phụ mẫu trong thiên hạ đều hy vọng con gái mình có thể hạnh phúc. Phu quân của con cũng đã qua đời được một thời gian rồi. Ai gia đang sắp xếp cho con một phò mã khác, không biết là ý của con thế nào. Mẫu hậu, nhi thần không muốn gả nữa đâu. Nhi thần muốn ở lại bên cạnh mẫu hậu, bầu bạn với người, hầu hạ người. Con bé ngốc này, ai gia cũng không thể ở bên con cả đời được. Con cảm thấy Võ Thừa Tự thế nào? Mấy hôm nữa ai gia chuẩn bị sắp xếp cho nó vào cung gặp con. Được à, con xin nghe sự sắp xếp của mẫu hậu. Trong số những đứa con của ta, đứa mà ta yêu thương nhất chính là con đó. Nhớ hồi con còn nhỏ, mỗi ngày ai gia đều phải hát đồng dao cho con nghe thì con mới đi ngủ. Đúng vậy à, lúc đó Hoàng ca ca và Hiền ca ca đều ghen tị với con. Nhi thần xin lỗi mẫu hậu, nhi thần không nên nhắc tới họ, xin mẫu hậu giáng tội. Ai gia sao lại trách con được chứ? Con chính là cốt nhục của ai gia. Không giấu gì con, bây giờ ta cũng đang trong thời gian khó khăn. Một bên thì vừa đàn áp binh biến của Từ Kính Nghiệp, một bên thì đám dư đảng nhà họ Lý lại rục rịch hành động. Đám thần Dương Lý Đường đều hận ai gia đến tận xương tủy. Trong triều nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng thực chất thì vô cùng hỗn loạn. Bọn chúng không muốn nhìn thấy một nữ nhân lên làm hoàng đế. Hiện giờ quốc gia đang vào thời kỳ khó khăn, vận mệnh sống chết chỉ trong gang tấc. Lúc này chúng ta không được có bất kỳ hiềm khích nào cả. Thái Bình nguyện cả đời ở bên cạnh mẫu hậu, tận lực tương trợ. Đưa cho ta. Tránh ra, kẻ nào cản ta phải chết. Lương Nguyệt, cho dù không có Thôi Bối Đồ thì ngươi cũng muốn giết ta phải không? Muốn giết thì cứ giết thôi, cần gì phải tìm lý do. Ta chết rồi Tinh La sẽ đau lòng lắm, ngươi rõ hơn ai hết mà.
Đồ khốn nhà ngươi lâm trận bỏ chạy thì có tư cách gì nhắc tới Tinh La? Hãy đem những bí mật bẩn thỉu của ngươi xuống địa ngục đi. Ta sẽ dùng binh khí mà ngươi quen thuộc nhất để giết ngươi. Lúc ở địa quỷ đạo, từ lâu ngươi đã muốn giết ta rồi. Đúng vậy, ta hận ngươi hơn ngươi tưởng nhiều. Tại sao? Ta và hắn từ lâu đã không đội trời chung. Người ở bên cạnh hắn là ngươi. Cho dù vậy, nhưng một khi ngươi chưa chết thì thù hận trong lòng ta chưa thể quá giải. Ngươi đừng nhúng tay vào. Đây là việc giữa ta và ả. Hôm nay ta và ả chỉ có một người được sống. Muội mặc kệ ta. Hôm nay dù ta phải liều mạng cũng phải giết hắn cho muội. Đủ rồi. Quỳnh có thể đừng trẻ con như vậy nữa không? Đây là chuyện giữa muội và hắn. Trước đây không liên quan tới Quỳnh, bây giờ vẫn vậy, sau này càng không liên quan. Nếu ngươi đã có ý muốn chết thì ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Lương Nguyệt,
thiên cơ, địa quỷ, thần binh, vốn cùng là Long Môn Thích Khách. Đôi bên cũng hiểu rõ chiêu thức của nhau như vậy. Ngươi không ý thức được đây là một giấc mơ sao? Ta biết, nhưng ta bằng lòng. Hỏi thế gian, tình là gì? Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Đưa thôi bối đồ cho ta. 6 năm trước ta đã chết rồi. Bây giờ tính mạng ta là do Võ Hậu ban cho. Muốn có thôi bối đồ thì trừ khi ngươi giết ta. Ta biết ngươi không nỡ giết cô ta. Vậy thì để ta. Người giết cô ta hay là ta? Ngươi dớ dẫn. Chọn đi. Suy cho cùng, ngươi vẫn không buông bỏ được người đàn bà này. Cố gắng lên. Đã đưa thư vào thành rồi. Nhanh thôi, sẽ có người tới đón chúng ta. Cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai? Ta sinh ra trong lãnh cung, là hoàng tử của Cao Tông và Phế Dương Hoàng hậu. Vậy Trung Tinh La có biết thân thế của ngươi không? Không biết. Ngươi còn có bí mật gì nữa? Còn gì mà ta không biết không? Không còn bí mật gì nữa rồi. Chịu chết đi. Xem kẻ giảng bối như ngươi nói kìa. Cẩn thận cắn phải lưỡi đấy.
Người giết chết tất cả bằng hữu của ta và thôi bối đột cho ta. Thôi bối đột quan trọng với ngươi như vậy sao? Vào thôi bối đột cho ta. Quyết vũ tinh phong chính là thứ ngươi muốn phải không? Ngươi vốn không hiểu. Ngươi được ép ta. Ngươi đừng ép ta nữa. Giao thôi bối đồ cho ta. Người cuối cùng. Vẫn chết trong tay ta. Ta chết ở đây rồi. Ta yêu muội. Trung Tinh La, Thiên Hậu bảo ta ở đây đợi ngươi. Mau giao thôi bối đồ ra đây. Có phải giao ra rồi sẽ chết không? Giao ra rồi, ta có thể xin Thiên Hậu cho ngươi được toàn thây. Dòng tuần hoàn như vậy, thần binh đạo các ngươi có thể sống được mấy ngày? Thiên cơ đạo các ngươi đã bị tiêu diệt. Bây giờ ngươi chẳng khác gì chó nhà có tang, còn ngông cuồng. Thôi bối đồ ngươi muốn ở đây. Trung Tinh La, ngươi thật to gan. Thiên Hậu chắc chắn sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Trung Tinh La của Thiên Cơ Đạo ta trước giờ trí nhớ siêu phàm. Bây giờ thôi bối đồ đang ở trong trí nhớ của ta. Nếu muốn có được thì dẫn ta đi gặp Thiên Hậu. Bức thập nhị thiên cơ thôi bối đồ cuối cùng đang ở đâu? Đã bị ta đốt đi rồi. To gan. Ta đã ghi nhớ thôi bối đồ. Nếu như Thiên Hậu cần thì ta có thể dễ ra. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Nói đi. Xin Thiên Hậu hãy hạ chỉ hậu tán người trong nhóm của ta. Ta sẽ nói cho người thi thể của bọn họ ở đâu. Chúng ta bán mạng vì người,
không thể để lúc chết bọn họ thành cô hồn giả quỷ được. Ngươi cầm cự đến bây giờ chỉ là vì điều này thôi sao? Đúng. Ai gia sắp trở thành nữ hoàng đế đầu tiên từ cổ chí kim. Người có thể tiếp tục trợ giúp Ai gia, giúp Ai gia một tay. Đợi sau khi ta đăng cơ, sẽ phong ngươi làm hồng nhan đại tướng quân, cùng Ai gia tận hưởng thái bình thịnh thế. Thế nào? Thiên hậu, mạng này của Tinh La là người ban cho, nhưng linh hồn của Tinh La là Hải Đường, Lương Nguyệt là thần pháp đại ca ban cho. Bọn họ đều vì bá nghiệp của thiên hậu cúc cung tận tụy đến chết. Tinh La không dám quên. Ý Tinh La đã quyết, mong thiên hậu thành toàn. Thiên hậu bảo trọng. Thiên hậu, thần còn có một việc muốn báo. Nói đi. Đã tra ra kẻ chỉ đạo phía sau của địa quỷ đạo là ai? Xin thiên hậu hạ lệnh miễn tội chết cho chúng thần. Đồ ăn đã lên cả chưa? Vẫn còn một món à? Ôi, đầu óc của lão nô thật là càng ngày chẳng ra làm sao. Lên đi, lên đồ. Mời công chúa dùng thiện. Mẫu hậu, thế này là thế nào? Mở ra đi, con sẽ biết ngay. Con nha đầu này lại dám ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với bên ngoài muốn mưu sát Ai gia. Mẫu hậu, việc này có người nói đại hoàng tử Hoàng Nhi muốn mưu sát Ai gia, Ai gia tin. Sau đó lại có người nói nhị hoàng tử Hiền Nhi muốn mưu sát Ai gia, Ai gia cũng tin. Bây giờ
lại có người nói Nguyệt Nhi cũng muốn mưu sát Ai Gia. Con nói xem, ta nên tin hay là không nên tin? Đứng lại! Bên trái là rượu độc, uống đi, uống rồi sẽ không phải lo nghĩ nữa. Bên phải là mẫu hậu, con đưa tay ra là sẽ xóa sạch hiềm nghi. Hãy để tất cả sự nghiệp qua đi. Con vẫn là con của ta, Nguyệt Nhi. Nhưng tiếc thiệt, không thể sống lại nữa rồi. Mẫu hậu tha tội, 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 mẫu hậu tha tội. Thiên hậu, không cần đâu, bỏ xuống đi. Thiên Thụ Nguyên Niên, Võ Tắc Thiên tuyên bố đổi Triều Đường thành Chu lên ngôi hoàng đế, định đô ở Lạc Dương gọi là Thần Đô, thành lập Dương Triều Võ Chu. Sư tôn, những sự việc này khiến ta ngày càng hiểu rõ thiên cơ đúng là không thể để lộ. Nếu ta biết trước tất cả thì nửa đời sau của ta chỉ e là chỉ toàn nỗi đau khổ. Thập nhị thiên cơ thì sao? Vẫn không thắng nổi lòng người. Thiện niệm
bất khả một. Nhân gian hữu đạo, bất khả nghịch. Có được thiên hạ thì người còn lại bên cạnh ta là ai? Kẻ địch, vĩnh viễn là kẻ địch. Sư tôn à, lẽ nào ta thực sự đã sai rồi sao? Thiên số vô cùng, cầu trong đó, thế đạo hưng suy, không phải tự thân. Hàng ngàn hàng vạn, đếm không xuể, chi bằng thôi bối về nghỉ ngơi. Thiên địa nhân gian, không biết nơi nào là điểm dừng. Hoàng thượng long thể quan trọng. Không cần đâu, bộ y phục này nặng lắm. Thank you.